Mùa Covid mình ăn như thế này thì cũng được rồi các bạn ha. Cá kho tiêu nè. Đây, cá bóng đục kho tiêu. Cái này là canh cho bé, canh cà chua nấu nhừ cho bé. Bên đây có hột vịt rồi, có trứng rồi. Bên đây mình không bỏ trứng nữa nha các bạn. Trứng ăn nhiều quá cũng không tốt cho gan đâu. Còn đây là rau ba chấm với nước cá nè. Mà nước cá không có thì đổ nước tương ra chấm. Cũng ngon đó các bạn. Rất là ngon luôn á. Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn review lại cái bữa cơm mùa Covid như thế nào. Hôm nay thì có ba ở nhà, ba làm việc online, còn mẹ còn đi làm đó các bạn. Các bé thì nghỉ trong nhà hết rồi. Cái con cá này là con cá đục. Con cá đục như con cá bóng cát mà nó sống ở miền biển các bạn. Mình về mình lấy cái nước muối mình rửa xong rồi mình ướp vô đây một miếng đường, một miếng tỏi với hành. Rồi một ít bột nêm nha. À, nước mắm một ít thôi. Rồi bắt đầu mình lại chừa hành tỏi còn lại phân nửa đó. Mình để vô một miếng dầu mình phi. Mình phi cho nó thơm lên. Mình phi chung với đường đó các bạn. Rồi khi nào mà đường nó ngả vàng rồi đó, rồi mình lấy cái nước mà mình ướp cá mình đổ vô đây nè. Mình cho nó thơm lên, rồi để nguội rồi mình bỏ cá vô, mình dầm nó khoảng 10 10 15 phút sau nha các bạn. Mình kho lại như vậy là sắp bỏ hành lên rồi đó, sắp bỏ hành lá lên rồi đó. À, nó sền sệt như vậy nè các bạn. Cái món này là cho ba đây, cá kho tiêu mà không có tiêu nhiều, bỏ tiêu nhiều bé ăn ké ăn không được. Còn đây là cái nồi canh cà chua, mà cà chua mình mua về rồi mình bỏ vô nước mình luộc rồi mình lấy vỏ ra hết rồi mình xào trở lại nè các bạn. Nêm một tí nước mắm, một tí đường thôi cho bé ăn nha. Còn cái nhà mình bé nó ho hen khọt khẹt, mình mua 400 gram thịt ba rọi nè các bạn. Mà thịt này là cái thịt ngon nha các bạn, thịt Big Deli nè, rất là mắc luôn á, khoảng 200 ngàn một ký, 200 mấy một ký, mình siêu thị nó bán nè. Về rồi mình cũng ướp bình thường như thịt kho tàu vậy các bạn, nhưng mà mình ở đây mình muốn kho nó rục, nó mềm cho bé nhà nó dễ ăn, tại vì nó cũng ho đó, không có cho nó ăn cá biển, thành ra cái món này là để cho bé nè, chưa có mềm đâu các bạn. Mình đổ nước như vậy mà mình phải đổ vô mấy lần nha các bạn. Nó sôi vậy rồi nó cạn xuống, mình thêm một nước cho nó sốc nhiệt, nó mau rục. Mình muốn kho là nạc với mỡ nó rục nè. Cho nên bây giờ cái nước này nó còn đường, nó ngọt ngọt mà ít mặn. Một lát nó sắc xuống nó mới mặn nhiều. Hoặc là một lát mà chưa đủ độ mặn thì các bạn cứ nêm thêm nước mắm. Chứ mình ướp nước mắm trước, ướp muối trước là thịt không bao giờ rục nha các bạn. Nó càng cứng chứ nó không có rục. Mà muốn kho rục thì phải kho lạc trước, từ lạc cho tới mặn. Đó. Mình review đây mấy món ăn mùa Covid các bạn ơi. Ở nhà là ăn như vậy. Cái nồi này chắc ăn 2 ngày, nồi kia ba ăn còn 2 ngày á. Không có cho ngoại ra ngoài nhiều. Thành ra ngoại cho ăn như vậy. Chào các bạn nha.